chào bạn nhá. Chào mừng các bạn đã trở về cơm quê tơ vi. Anh em mình xin một phút quảng cáo bạn nhá. Đây, anh em mình hôm nay thì vẫn có cái ớt xiêm để đóng hàng để gửi cho các bạn này. Đây anh em vừa đặt phát là mình mới toanh luôn. Sẽ đóng để gửi nhá. Đây thì sẽ muối. Muối cho đỡ bị hỏng các bạn. Muối này. Phải có hạt dổi mà khén nha các bạn nha, nó mới thơm. Một chút bột ngọt để cho nó điều vị, đỡ bị mặn quá đấy các bạn. Đảo mùi rồi nhá. Bên trong này có cả tỏi rồi nhá. Tỏi anh em bóc chặt đập đập. Ui, thêm nước luôn. Ớt của anh em mình cay cay thơm. Này, các bạn nhận hàng bảo quản ngăn mát thoải mái lâu vài hai đôi tháng cũng được các bạn nhé. Anh em mình sẽ đóng lọ. Lọ này là lọ 1 lít nhưng mà mình chỉ đóng được 500g ớt này thôi nhá. Cân đồng đo đồng đếm đoàng hoàng các bạn. Thơm thơm mà ăn đấy. Một lọ đây một người ăn đây, trông lâu. Các bạn này lọ này anh em mình ớt thì anh em chỉ đóng lọ này thôi vì nhiều quá. À, các bạn ăn thì cũng hơi khá là lâu đấy. Hàng này thì anh em mình vẫn miễn phí ship toàn quốc các bạn nhá. Bác mua hàng kèm theo ớt hoặc là mua ớt là sẽ được miễn ship. Liên hệ số điện thoại lên các màn hình các bạn nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Cơm Quê TV. Chào mừng nhá. Đấy, hôm nay anh em mình sẽ làm cái món ở miền núi hay ăn rồi cái món này. Cây xấu hổ đúng không anh? Đây đây giống cây xấu hổ mọi người. Đấy, hôm nay anh em mình sẽ được làm cái món nó, cái gì nhỉ? Cũng hơi cục cục đấy. Papipo à. Đấy, anh em mình hôm nay sẽ làm kiểu khác mọi người ạ. Papipo cái gì? Cái này là rau hôi đấy. Thường gọi là rau thối nhưng mà bây giờ mình sẽ hái cái phần lá này trước. Đấy. Cái này chỉ là nguyên liệu phụ thôi. Nhưng mà tí nữa anh em mình còn nguyên liệu chính nữa. Nhưng mà đặc biệt là phải kết hợp với cái lá này ăn nó mới ngon nha mọi người nhá. Nhựa nó mới hôi các bạn ạ. Còn bình thường thì cây nó không qua ra tỏa ra cái gì cả. Cái này gai thì của nó thì cũng là rất là sắc nha mọi người nhá. Nhưng mình phải dùng kéo cắt. Đấy, cắt được. Đây. Mình chỉ giờ những cái ngọn non này thôi. Cắt nó sâu sâu thì lấy ngọn non. Cây này là tuốt từ bên ngọn xuống. Gai nó mọc ngược. Ngược. Không phải ai cũng có thể thưởng thức được cái món lá này vì căn bản là đã thưởng thức đúng thì rồi. Lại còn nghiện luôn đó. vì có thể là có những người sẽ không bắt được cái mùi của nó đâu. Lúc nấu thì hơi bị nặng đấy, một nhà nấu thì 8 nhà gửi mà nó nghiện luôn. Cái này mọi người nếu mà có trồng nhiều như thế này thì mọi người hãy hái nhiều về xào với thịt bò nhé. Nói chung là xào với trứng cũng là xào, ok rồi, nấu canh cá kiểu nhưng mà nó hợp nhất với cá, nó hợp nhất với cá thì cái rau này nó hợp với cá với mẻ này. Thì hôm nay anh em mình kết hợp với cá với mẻ đấy. Ăn cực kỳ là ngọt với cả là ngậy nhá. Rồi, đỉnh luôn. Còn xem anh em mình làm thế nào nhá mọi người nhá. Ok, bây giờ để cái em... video ấy, anh em mình sẽ hái đủ xong là anh em mình sẽ về chuẩn bị cá này, mẻ nữa. Ở đây thì bờ rào mọi người đây, mọc rất nhiều. Các bạn có thể thấy dọc từ đây ra ngoài. Chị chị chị. Ăn không hết được đâu. Các bác thấy ở đây không gian khu nhà đẹp không? Đấy. Đấy, tường gạch xong là đi vào đây các bạn nhìn. Đấy. Nhà sàn bê tông rất là rộng rãi nha, xong là xung quanh cây cối. Không hề gọi là có tí gọi là bị bụi rất là ô nhiễm gì. Buổi sáng thức giấc ở đây thì tuyệt vời. Không khí trong lành. Quá ok luôn. Mọc lắm. Ok. Anh em mình hái đủ các bạn nhá. Sau là về anh em mình sẽ chuẩn bị để đầu tiên mình cũng ăn được cái này đâu các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ thì phải đi kiếm hơi khó. Ở ngoài nhà mình thì cũng không có các bạn ạ. Cái này cây này cắm phát là sống luôn mà. Hôm nào phải lấy một ít về nhà trồng. Nhặt cái này thì nó cũng dễ thôi mọi người ạ. À, cái đoạn nào mình bẻ được là tí nữa mình nấu thì nó sẽ mềm nha mọi người nhá. Còn những cái đoạn nào mình không bẻ được thì mình phải tuốt. Đấy, mà tuốt thật phải tuốt ngược lại nhá, không là cái gai của nó mọc ngược nó sẽ cắm vào tay. Đơn giản vậy thôi. Đấy, cái này là người đồng bào vùng cao mình hay sử dụng để ăn nấu canh. Thì cả mọi người có nấu canh rau các kiểu cho một ít vào nó cũng rất là thơm, rất là ngậy. Rất là lạ nhé.
khi không mà ăn chưa chế biến thì ngửi cái mùi, mùi khó chịu, khó chịu mùi. Nhưng mà khi mà đun rồi nấu rồi thì nó lại có cái mùi khác hẳn đi, xong là ăn nó cũng ngậy, ngậy ngon, bùi bùi ngậy ngậy quá đỉnh luôn. Nếu có dịp thì các bác hãy thử một lần nấu cái này với cả món thịt cá nhé các bạn nhé, vì cái này là sẽ hợp với cá, cá nhất đấy, cá với lại cái này nếu xào thì mình chỉ thích xào trứng và xào thịt bò. À, nhiều phết mọi người ạ. Hôm nay anh em mình sẽ kết hợp với hai cái ống tre này nhé mọi người nha. Hai ống tre siêu to khổng lồ này luôn mọi người ạ. Hôm nay anh em mình có sở hữu một em cá cũng khá là to nữa, cho nên anh em mình phải kết hợp với cái ống tre to này. Tí nữa anh em mình nấu bằng cái ống tre này luôn mọi người ạ. Đấy, đặc cái chất bản sắc của dân tộc trên vùng cao luôn. Lam đấy. Lam ống nhưng mà thực sự là khổng lồ, ống siêu to luôn. Bây giờ mình sẽ đi đây chặt ống xong là một cá rửa cái này nhá, để mình tẩm ướp. Ống này khá là to mọi người ơi. Khả năng là hai ống này kết hợp với cá với lại cái rau hôi của anh em mình là vừa. Không biết chỗ mọi người gọi là rau gì nhưng mà chỗ anh em mình hay gọi là rau hôi. Cá đấy, của anh em mình đấy, hôm nay anh em mình có cá lăng. Chơi hẳn cá lăng luôn đấy, nó ngon. To đấy các bạn. Nói chung là cá lăng này thì sẽ ngon hơn cả cá cá chê nha các bạn nhá. Các bạn thi thoảng có bác có bình luận ở đây cá chê với cả cá chê cá nhèo chứ. Không, cá chê cá nhèo là không có cá lăng nha, cá lăng là cá xịn đấy. Hàng dòng này là nhiều tiền cũng đắt phết đấy, anh trên anh em mình ấy. Cá lăng này là thịt cá nó lăng sẽ ngon hơn. Ấy các bạn nhá. Nó không phải là lăng sông đâu mà mình đấy. Mua thì là nó là cái cá lăng ở trên La Hang. Cá nuôi hồ La Hang các bạn nhá. Hồ La Hang là chuyển về đây đấy. Đen nhẻm luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ qua mấy bước sơ chế cho nó em trắng lại các bạn nhá. Một cá đã. Một loại này thì là dòng cá da trơn này thì các bạn cứ đun nước sôi vừa vừa nha các bạn nhá. Đấy, cá thì mình sẽ cắt khúc miếng vừa ăn nha mọi người nhá. Thì nữa mình làm cho nó chín kỹ xong là lúc đổ ra thì anh em mình gắp mỗi người miếng nó dễ. Như thế này mình sẽ chia làm tư mọi người. Theo cái phần xương, gọc xương này mình sẽ chia làm tư. Đấy, tầm này thì vừa ăn luôn mọi người. Này, như này nhúng lẩu cũng ok. Nhưng mà đầu hôm nay thì mình sẽ cái món này kết hợp với cái rau này thì ăn nó sẽ khác hơn mọi người nhé. Chỗ mọi người mà có thì cứ thử làm. Không không phải là cá lăng mà cá gì cũng được. Bất kỳ cá gì. Được hết. Nhiều đấy mọi người ạ. Số lượng như này khả năng thì nữa anh em mình gọi thêm người. Là hình như là anh em mình củi đỏ hôm nay là hơi kém. Mưa xong rồi. Tí sẽ kiếm chỗ có thêm người và có thêm củi. Rồi, nguyên liệu phụ hôm nay anh chỉ dùng hành thôi nhá mọi người nhá. Đấy, mình sẽ không dùng nhiều nhiều nguyên liệu phụ quá nó sẽ mất cái mùi đặc trưng của cái lá rau của anh em mình. Nguyên hành thôi, kể cả gia vị hôm nay anh em cũng chỉ cho rất đơn giản thôi, để cho nó còn nguyên vẹn cái mùi lá rất là đặc trưng luôn mọi người. Ăn một lần là nhớ cả đời. Đấy, thật sự luôn đấy. Đấy, hành khô nhá mọi người nhá. Cá này. Đấy, cá này anh em mình khá là nhiều cá. Tiếp theo là cái rau này. Đơn giản. Ui, nặng mùi quá mọi người. Đấy, đặc biệt là mình sẽ cho thêm một chút mẻ nhá mọi người nhá. Đấy, như mọi người ở trong miền Nam thì không hay ăn mẻ, mình sẽ cho thêm một chút mẻ. Tiếp theo mình sẽ cho mắm muối mì chính thôi, rất đơn giản. Những cái rau này mọi người mà sở hữu thì cần muối trắng với mì chính thôi là ok rồi. Mì chính mình cho đây là 2 thìa. Đấy. Đấy. 2 thìa. Tiếp theo một chút mắm nữa. Đấy, khá số lượng này khá là nhiều, khả năng hai ống này là vừa tầm đấy mọi người. Nãy mình định cho một ống thôi nhưng mà mình lại thấy nhiều quá. Để xem được hai ống không. Con cá khá là to ấy. Con cá của anh em mình hôm nay sở hữu là tầm 3 cân rưỡi à? 3 cân rưỡi. Đảo đều lên nhá, để cho nó ngấm hết cái mẻ với lại muối, mì chính, mắm à.
cái chất của rau, rau dạ. hôi này nó ra nó ngấm vào cái thịt cá ấy chứ. Mọi người hãy một lần thử món ăn cực kỳ đặc sắc, đặc biệt của miền núi chỗ mình thôi. Chỉ chắc là trên vùng cao mình hay ăn kiểu này. Nhưng mà trước mình hay làm, mình chỉ làm những cái loại cá nhỏ nhỏ ấy, thì ăn nó cũng ngon lắm mọi người ạ. Nhưng mà bây giờ thì trời hẳn em lằng, chấm này ăn cho nó đã. Cái ống làm siêu to khổng lồ của anh em mình mọi người nhá. Đấy, nhồi vào cho một chút lá rau xuống dưới trước. À, tiếp theo thả cá. Đấy, cứ lần lượt, nói chung là tí nữa anh em mình đốt lượt to thoải mái mọi người. Chỉ cần sôi một lúc là chín rồi, cái cá này rất là dễ. Có phải là phải thêm một ống nữa không ấy chứ? Chắc là phải đấy. Chắc chắn hai ống luôn mọi người ạ. Tiếp tục mọi người ạ. Hai ống thoải mái luôn mọi người. Tí mình nhét lá chuối à? Đấy, mình nhét lá chuối hoặc là này, nhét cái thân cái cây chuối cho nó kín cái này nhé mọi người. Đóng nắp của anh em cơm quê mình. Đấy, cái này. Ủa, cái này bé hơn. Đấy, cho sang cái này. Vừa. Em thấy vừa mà. Được. Ôi. Đấy, quá không? Cho nó chặt đi. Rồi, ok. Thì nó sắp xì hơi ra mọi người ạ. Đấy, cái nữa. Đúng rồi, thoải mái lắm. Đóng nắp. Ui. Xịt khí. Thơm phức. Anh chào bác. Thơm phức luôn. Được rồi, bây giờ anh em mình sẽ đi lên lửa nhá mọi người nhá. À, anh em mình chuyển sang đây này. Ui giời. Đấy, xếp cẩn thận vào nhóm lửa nhá mọi người nhá. Đốt cái này thì anh em mình có phải đốt hàng tiếng đồng hồ đi. Vì cái ống này nó dày. Mình xem cái thời gian đun với cả nó mặc kiểu là hơi nước nó sôi lâu thì mình sẽ cho ra. Cứ sôi thì là một lúc là cho ra được rồi. Nhóm bếp đã. Sang bên này mới nhiều củi được mọi người ạ. Nhà em dần vừa mới làm nhà sao? Gần xong cho nên nhiều củi nhiều lắm. Nhiều bán bắp với lại cốt pha. Bây giờ thì lên lửa đốt và chờ đợi thôi các bạn nhá. Thì sẽ ra cái thành quả rất chi là tuyệt vời cho anh em mình. Quá nhiều than luôn. Được rồi các bạn ơi, bây giờ anh em mình sẽ cho ra nhá. Cho ra để đổ ra các bạn ạ. Cháy quả lửa là hơi bị đượm đấy. Nhưng bây giờ phải cho ra. Nhổ cái kia ra là được, mình cũng không cần cái ống tre đâu mà. Cái nút lá chuối của cái cây chuối của anh em mình bị tụt hẳn xuống dưới. Bây giờ rút ra nha mọi người nha. Dạ. Mình đốt xong nó héo thế nó bị tụt luôn. Ui da. Sao sao? Em thấy anh sao nó bị đụt. Ui. Đấy. Ui. Hơi trung thủ. Chất lượng. Đó các bạn ạ, này. Chín đẹp luôn. Hơi tối rồi, bây giờ phải đổ ra đã. Phải đổ ra nha. Từ từ. Ui. Ui, ui. Ui, đầy một tô to. Ui. Chưa được chưa? Ui, còn chém hay sao nhỉ? Một ống là một tô này, to này luôn này. Bây giờ thì cho ra cái đĩa. 3 cân bún đấy mọi người ạ. Hả? Đấy, bảo tô đấy đựng được 3 cân bún. Đấy, bây giờ tiếp tục. Khả năng mình chắt nước vào cái tô này, xong là một cái thì mình sẽ đổ vào. Từ từ đấy, em gắp cái... Chắt nước vào tô. Ui dồi, cái nước này bị chất đấy. Ngọt đấy. Ui. Nước toàn là thịt cá, từ cá thịt cá ra đấy. Ui. Nhiều nước thế. Chất lượng kìa. Cái nước này mà thôi rồi. Không cho mình nước, không cho nước không? Nó nước của cá ra. Nào để em ra. Nhưng cho cái đĩa bằng vào. Úi. Úi dồi. Nó úi dồi, chặt quá. Chặt. Nở ra. Úi. Úi. Úi.
Ui, ui nhiều đấy. Còn đây, vẫn còn anh ơi. Còn. Một con mà anh em mình. Ui. Đấy, vẫn còn. Hê. Hết rồi. Gấp cái lá ra. Chứ. Hết rồi. Hết rồi. Rồi. Ôi. Thì cú vời chưa? Ui thơm mà ông chay và lại hơn nhưng mà nó lại hơi thung thủ nữa ạ. Ui giời ăn đi. Quên đi, cô hồn quốc túy luôn. Ôi, mọi người nhá. Siêu ngọt, ngon đấy. Đang nóng này. Lên nhà. Hôm nay anh em mình lên nhà. Lên nhà. Lũ ạ. Rồi anh em mình lên trên nhà ngồi các bạn ơi. Đây, hôm nay thì uống rượu kiểu lương sơn bạc các bạn ạ. Uống bằng bát 108 vị. Anh Hùng ngảo hán. Nhưng mà đừng đập bát nhá. Đi mua bát mới tốn tiền lắm. Đấy, uống xong đấy, rủ thêm anh Cường, anh Sơn. Chào các bạn nhá. Cho anh mấy đôi đua. Gặp tài bà biết ngay. Nhưng mà anh em mình tài, anh em mình lên nhà ngồi nhưng mà chủ nhà thì đang lượn đi đâu ấy. Đi xuống lấy thêm một ít đồ. Như là đang đợi là lấy cả thêm cả cái nón cọ nữa. Đây này. Mã vận tài. Bóng ngồi vào con. Bóng cơm bóng à. Ôi tất cả các bạn nhá. Ba mặt để sao ấy? Kiểu gì đấy? Đều là được. Đều kiểu gì? Đều là được. Cứ hết là được à? Bóng ăn gì? Cái rau này thì mình cứ phải chuyển rau này. Không có ăn trong này này, có cái nước béo này cơ. Đấy, ăn ở trong này nó có nước béo này các bạn. Thịt mật cá mà không? Chị mời bà nhá, mời anh nhá. Cá vào. Ui dồi. Đây. Ui, cái đoạn này bị béo này. Đúng vậy luôn. Ui. Rồi các bạn xem món rau này, món rau gì? Mình không biết tên. Rau thối. Rau thơm. Không nhận được. Vào luôn mày kia. Mơ mơ ơi. Ăn ngập mồm. Ui dồi. Vẫn là công nhân thôi. Ui. Cá lăng đấy. Nhưng mà anh cho đây. Béo nhá. Anh ăn cá hơi này anh phải ghém thêm cái này. Thơm. Đâu anh Sơn? Bùi. Mỡ ngại ngại. Đây khéo khéo này thì vừa đẹp để ăn rồi đấy. Ngon có mấy lần đấy. Thêm cả cái rau này. Đây. Ủa, không? Có rồi. Ngồi. Tìm chỗ ngồi. Đấy làm tí không nước này nói gì. Húp thêm tí nước. Sôi sùng sục luôn. Cái rau này nhúng vào đây này. Cái nước này. Sương. Sương đấy. Nguy hiểm đấy nhá. Ăn với rau này ấy. Kẹp như thế này là ok các bạn. Ngon không? Ngọt đẹp. Quảng lên. Ngon không bóng? Ngon tuyệt vời nhỉ. Thôi à? Chạy. Hả? Chạy rồi, hai đứa kia không ăn nữa rồi. Chưa bắt được mùi. Đôi trẻ con này. Nào, nghịch nhanh thôi. Nằm tí nữa. Nào. Nó đặt rồi lẩu về. Lam à. Đang là lam. Lam nó ngọt. Tắm chưa? Ăn rồi ăn lẩu. Ăn lẩu cũng được nhưng mà này lam cái này thơm. Ui giời. Đây gọi là lá cá lăng đây các bạn ạ. Cá lăng nấu canh rau thối mọi người. Canh rau thối. Thối lắm không? Thơm nhỉ? Thơm không? Để tí ăn tiếp à? Nay còn phải để đấy tí ăn nữa. Mày nô. Nay mình phải tìm gốc cây rau thối ở đâu. Đào thối cái trong. Rất mới này cắt lên nhanh mà. Mày bà trong nhóm định hái. Mình vẫn thích ăn rau này. Vừa đấy. Ăn nó bùi. Nó hợp với cá với mẹ. Nó bảo là lấy của nhà anh về trồng rồi. Không lấy ạ. Bà bảo là trời mưa cắm nó mới sống. Nắng cắm là nó chết luôn à. Đang mưa mà. Mấy hôm nay cắm là lên đấy. Cay không anh? Từ hôm nay là cay cắm rồi. Cay xuống. Thấy rét luôn. Thấy rét luôn. Nhưng mà héo héo này ăn được một quả. Nó tầm xe lạnh này. Chứ phải quả một. Đây. Nhưng mà mình chỉ quả nhỏ nhỏ này thôi. Quả to thì chảy nước mắt đấy. Nào. Đi. Nào. Mã Văn Tài. Chia nè nghe. Quả anh trời mưa sao nó lại bốc hơi thế này. Bốc hơi nhanh nhở? Không nắng mà bốc hơi cũng nhanh. Ây chà cà, cày đấy. Cày phải làm tí rượu. Ở chỗ này mấy béo nó ngon nhỉ? Đây, này nó bụng. Béo. Ăn đi.
Thì đó thì ghém thêm tí rau thối này thì khá là ok mọi người nhé. Không nhưng mà ăn nó lại cái rau này phải có nước nước này ăn mới đậm đà. Nó không đỡ bị khô. Nước cá rồi. Không, rau này phải thế. Thôi không sao mấy anh em đang mấy anh em đang nói chuyện bảo là cắm cắm cây ở cây ra chuồng trâu các thứ thì nó nhanh lên nhưng mà em chỉ sợ là không phân biệt được mùi của nó với mùi ấy trâu thôi. Nhưng mà cứ phải trâu vô đấy, đất tốt thì nó mới mọc tốt được. Không, rau này ăn mùi lắm, ăn mùi ngon. Hôm nay anh em làm món này, các bác mà có thử rau thì cứ nấu cá, không phải cá lăng đâu, cá gì cũng nấu được, ngon hết. Chừng mỡ nước thôi lên thả vào ăn cũng được, rán cá lên đúng rồi. Cho nước vào cũng thả vào thôi. Rán trứng cũng được. Ôi, nói rán trứng thì... Các bạn xem video đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ nhá. Và mua hàng thì số điện thoại bên góc màn hình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn nhá.